Xin chào tất cả các em Thầy à, giới thiệu với các em cái đề thi kết thúc học phần kinh tế lượng của trường đại học tài chính kế toán Tổ chức vào ngày 3 tháng 5, ngày 31 tháng 5 năm 2016 Thì đề thi này nó khá là ngắn gọn, nó có khoảng 3 câu thôi Đấy, thì câu đầu tiên này là một câu cũng liên quan về lý thuyết à, Rồi cái câu 2 này là một cái câu mà nó à, tính toán liên quan về mô hình Trên cái cơ sở của cái bản Eview và câu số 3 này nó câu mà nó nói về khuyết tật của cái mô hình quy Bây giờ ta lần lượt ta đi vào các các câu này. Thì những cái câu này lý thuyết thì thầy sẽ hướng dẫn sơ thôi. Vì mục tiêu của nó là chỉ trình bày trên cơ sở lý thuyết thôi. Cho nên không có tính toán gì nhiều. Đây thì cái câu 1 ở đây người ta nói rằng xác có mô hình quy X phụ thuộc vào K L P. Trong đó X chính là sản lượng, K là vốn, L là lao động và P là giá bán sản phẩm thì ta có cái mô hình sau đây tiếp theo người ta hồi quy b theo kl thì thu được kết quả là b nó có liên quan tuyến tính này nó có liên quan tuyến tính với k và l như vậy ta thấy rằng là xét với cái mô hình hồi quy ban đầu này, này thì cái cái việc mà hồi quy b theo kl này có nghĩa là người ta đang cố tình muốn xem xét qua thử rằng các cái biến độc lập này nó có phụ thuộc lẫn nhau hay không và theo kết luận là như trên cái đề này nó bảo rằng là P là có liên quan đấy thế thì điều đó cho chúng ta một cái thông tin là gì à cho chúng ta một thông tin là gì đây người ta nói là nêu một cách đơn giản cách khắc phục hiện tượng khuyết tật trong mô hình hù quy B theo KL với mô hình đã khắc phục ở câu A hãy cho biết mô hình này đã hết đa cộng tuyến chưa nếu chưa hãy nêu cách kiểm tra Thế thì phương pháp làm các em trình bày như sau đó là ví dụ câu A này nhé. Thì người ta nói rằng là nếu cách đơn giản khắc phục hiện tượng khuyết tật trong mô hình hữu quy B theo KL. Thế thì thực ra thì đây chính là khuyết tật của mô hình hữu quy bằng đầu các mới đúng không nè. Thế thì ở đây các em để ý rằng là ở đây người ta nói B có liên quan tới KL thì như vậy là xuất phát từ cái này nè, ta thay cái B này, ta thay cái B này này theo K và L. Đấy theo cái k này là ta lấy K và l ta thế vào trong p và ta đưa cái mô hình hữu quy này từ cái mô hình hữu quy ba biến bốn à, biến x phụ thuộc theo k l p thì sau sau khi ta thay cái p này á, xong khi ta thay cái p này nè thì uh, theo k và l vì ở đây ta có p liên quan đến tính mà thì p này ta thay theo k l thì ta đưa cái mô hình quy này từ x phụ thuộc theo k l p này này bây giờ nó chỉ còn phụ thuộc theo k với l không thôi. Có nghĩa là nó làm cho cái mô hình quy này giảm cái số biến độc lập xuống. Mà khi ta đưa cái mô hình quy từ nhiều biến độc lập giảm xuống X biến động lập hơn thì nó làm cho cái mô hình hồi quy này nó sẽ giảm cái mức độ đa cộng tuyến xuống, đa tuyến xuống. Như vậy cái việc mà thông báo rằng B có liên quan đến tính thứ k là điều đó có nghĩa là mô hình hồi quy ban đầu này là một mô hình hồi quy nó có hiện tượng đa cộng tuyến và khắc phục bằng cách thay cái B này theo k vào trong mô hình hồi quy ban đầu, đúng nè. Thay vào thì ta làm cho cái mô hình hồi quy này nó giảm cái số biến động lập xuống. Đấy. Thế thì nó giảm xuống thì x này nó lúc này nó sẽ phụ thuộc theo k và l thế bây giờ cô B người ta hỏi rằng là với cách khắc phục của cô A hãy cho biết mô hình này đó hết đa cộng tuyến chưa thì chúng ta chỉ mới khắc phục được cái hiện tượng là làm giảm cái mô hình này xuống từ mô hình à, hồ quy bốn biến xuống còn mô hình hồ quy ba biến thôi chứ còn mà khắc phục được hay chưa thì chúng ta chưa biết vì vì ở đây giữa biến K và biến L này nè không biết là nó có còn phụ thuộc với nhau hay không Đấy, nếu là nó còn phụ thuộc nữa thì chúng ta buộc phải tiếp tục lại ước lượng qua thứ rằng K nó phụ thuộc như thế nào là và ta lại rút tiếp từ cái từ cái mô hình hồi quy ba biến về mô hình hồi quy đơn biến. Đấy mô hình HW còn có hai biến thôi. Mà mô hình hồi quy 2 biến thì chắc chắn nó sẽ không còn đa cộng tuyến nữa. Cho nên ở đây á, là người ta nói rằng là hãy cho biết cái mô hình này nó đã hết đa cộng tuyến hay chưa đó sau khi thay P theo KL đó thì ta có thể kết luận ngay thì chưa có thể kết luận được. Vì mô hình hồi quy này nó vẫn là mô hình hồi quy bội chưa phải là mô hình quy đơn biến à, nếu chưa hãy nêu cách kiểm tra thế thì phương pháp kiểm tra là gì phương pháp kiểm tra là chúng ta lại ước lượng qua thứ là k nó có phụ thuộc theo l hay không ta kiểm tra qua thứ nó có phụ thuộc tuyến tính, tính nữa không có liên quan tuyến tính, tính không nếu có liên quan thì ta lại thay k theo l và ta đưa cái mô hình này về mô hình hợp quy đơn biến và lúc này chính thức là mô hình nó sẽ không còn hiện tượng đa cộng tuyến nữa à, còn nếu như mà nó nó độc lập rồi ví dụ như ca ở đây nó không phụ thuộc theo l nữa sau khi mà kiểm định xong thì ta kết luận là gì à thì mô hình này nó hết đạt một tuyến đó là cái, cái cách để đi làm trình bày và cái kỹ thuật trình bày của bài này thì các em làm theo cái lý thuyết bình thường thôi làm theo đúng như cái cách mà thầy hướng dẫn như nãy là ta trình bày ra bây giờ cái mà ta quan tâm nhiều nhất là ở đây đó là câu hai câu số lượng điểm nhiều này là 5 điểm người ta nói rằng lượng khách đi xe buýt y tính theo triệu lượt người trên năm phụ thuộc vào số tiền vé x lần ngàn đồng ta có bảng EV sau này đây. đây là một cái bảng EV khá là đầy đủ bây giờ người ta nói lập mô hình hồi quy tiến tính mô tả mối quan hệ giữa tiền vé và lượng khách đi xe buýt thế thì các em hãy dựa vào cái cái cột hệ số này là ta ghi cái mô hình hồi quy ra thôi ở đây người ta ghi là mô hình hồi quy mà ta mô hình quy của nó như sau đây là mô hình hồi quy là y thì bằng là 11,93 đây 93878 này này trừ cho 1,530612 hư mờ tí nha cộng cho ai đây chính là mô hình hữu quy mẫu tiếp theo người ta nói rằng nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số hữu quy ước lượng được thế thì nó có hai cái hai cái hệ số ta nêu ý nghĩa ra thôi thì con số thứ nhất đó là 11,93878 này này có ý nghĩa rằng khi là giá vé bằng 0 ngàn đồng á, thì lượng khách đi xe buýt trung bình nó là 11,93878 này nè triệu lượt người đi năm còn cái thứ hai là cái hệ số là là âm 530612 này này có nghĩa rằng là khi mà cái giá vé này tăng hoặc giảm 1.000 đồng á, thì cái lượng khách uh, đi xe buýt nó sẽ lại giảm ví dụ như là giá vé này tăng hoặc giảm 1.000 đồng thì lượng khách xe buýt lại giảm hoặc tăng tương ứng một lượng là 1,5306 triệu lượt người thì nào đó nè đó đây là cái ý nghĩa của các hệ số ước lượng được. Ở câu B là A à, câu C là gì? Tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa của hệ số xác định. Thì ở trên cái câu A này, ở trên cái mô hình hữu quy này nó tính luôn cái view này, nó tính luôn cho chúng ta cái R bình phương rồi, R square rồi. Nó là 0.62 à, 0518 thì ta tính ra và ý nghĩa của nó chính là gì? Ý nghĩa của nó chính là cái biến độc lập x chính là cái giá vé này nè. Nó giải thích được là 62,0518% sự thay đổi của lượng khách đi xe buýt có nghĩa là sự thay đổi của cái biến phụ thuộc y đó này Đấy, đó là ý nghĩa của cái hệ số à, câu d xác định khoảng tin cậy của hệ số hầu quy với độ tin cậy 95% thế công thức là ta ráp vào thôi ở đây ở đây ta có hai cái hệ số hệ số beta 1 là hệ số tự do công thức của nó như thế này là beta 1 mũ trừ c beta 1 mũ t của n trừ 2 của alpha trên 2 ở đây n nó là 10 như vậy là là t của này là t8 alpha này là 0, 025, đấy các em tra bản ra là 2.306 này. Còn cái beta 1 mũ và c beta 1 mũ là nó có sẵn đi rồi, đấy các em thay vào. Thì các em tính ra được beta 1 nó nằm trong khoảng là 9.02744 cho đến là 14.8512. Tương tự như vậy cho beta 2. Trong đó beta 2 mũ nó là đây, -1.5 đây. Và c của nó là 0 4, 23, 193 đây. Ta thay vào, T của anh, n 2 alpha trên 2 là nó 2.306 rồi thì các em tính ra được beta 2 nó là từ âm 2 5065 cho đến âm 55473 Đấy. Tiếp theo là cái câu câu A Theo bạn thì tiền vé nó có ảnh hưởng đến lượng khách đi xe buýt hay không? Thế thì tiền vé có ảnh hưởng hay không thì chúng ta chỉ cần kiểm định qua thứ cái hệ số beta 2 nó có bằng không hay không Thế thì nó có hai cái cách kiểm định Cách kiểm định thứ nhất là các em kiểm định dựa vào T quan sát. T quan sát ở đây người ta tính sẵn là âm phích 3 à uh, 5162 682021 này. Ta tính cái đó. Rồi ta dùng cái miệng bác bỏ để ta tra. Cách thứ hai là ta có thể dùng P value cho nhanh vì ở đây đề nó nó cho sẵn rồi. Thế các em thấy rằng là cái này mà nó nhỏ hơn alpha. Alpha ở đây là 0.05 thì ta thấy rằng là 0.0068 nó nhỏ hơn như vậy mà nó nhỏ hơn thì đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với là ta sẽ bác bỏ ngay cái giả thuyết là cái beta 2 này nó bằng không này và ta thừa nhận cái B, cái H, H1. Điều đó có nghĩa rằng là thực sự cái x này này nó có ảnh hưởng tới y. Hay nói cách khác là lúc này cái giá vé này thực sự là có ảnh hưởng đến lượng khách. Đó đi xe buýt. Đó. Thế câu 3 là một cái câu mà nó liên quan về lý thuyết à, khuyết tật của mô hình hữu quy. cái câu này thì sẽ nói nhanh thôi vì sao vì nó liên quan đến lý thuyết luôn chứ không có thực hành xác có mô hình là ai là bằng beta 1 cộng beta 2 rap cộng beta 3 rip cộng y trong đó AX chính là tổng giá trị xuất khảo rap là tổng sản phẩm nông nghiệp và rip là tổng sản phẩm công nghiệp đấy. như vậy cái tổng giá trị xuất khẩu thì phụ thuộc vào tổng sản phẩm nông nghiệp và tổng sản phẩm công nghiệp bằng kiểm định quay đấy người ta yêu cầu là viết các thủ tục kiểm định quay thôi Hãy nêu cái hiện tượng phương sai số trảo của mô hình hồi quy. Như vậy là ta trình bày cái thủ tục kiểm định quay nó như thế nào thì ta viết lại y như thế thôi. Cái thủ tục kiểm định quay như sau. Đầu tiên từ mô hình hồi quy ban đầu này ta sẽ tính ra phần dư và ta tìm được AI bình phương. Hồi quy mô hình quay có dạng như sau. Thế mô hình quay ở đây nó sẽ là AI bình phương này. Nó phụ thuộc theo gì? Nó phụ thuộc theo cái ray AP này, phụ thuộc theo ray IP này, phụ thuộc theo ray AP bình phương này, phụ thuộc theo ray, IP bình, phương này, thuộc theo ray IP bình phương này, phụ thuộc vào tích của hai cái này tích của hai cái này tích chéo này có nghĩa là tích của RAP nhân cho RIP như vậy cái mô hình hồi quy mới tạo ra này là một mô hình hồi quy nó có 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 sáu cái hệ số sáu hệ số mô hình hồi quy có sáu biến nó nè trong đó khi ta ước lượng mô hình này thì ta tính được cái hệ số xác định y của nó r bình phương y của nó và k y ở đây chính là bằng 6 thì ta kiểm định các cặp giả thuyết sau đây là h0 là mô hình hồi quy ban đầu không có phương sai số đổi H1 là mô hình hợp quy ban đầu có phương sai số đổi. Và tiêu chuẩn kiểm định ở đây người ta dùng là tiêu chuẩn khi bình phương, các em tính khi bình phương của nó được tính là bằng n nhân r quay bình phương. n nhân r quay bình phương. n ở đây nó bằng bao nhiêu thì ta không biết vì vì nó không không có cái cụ thể giá trị nào hết, ta cứ ghi tổng quát này thôi. Rồi cái uh, miền bắt bỏ video alpha nó sẽ tính là từ uh, là khi bình phương alpha của cái này nó là cao quay trừ 1, cao quay cao quay là bằng 6 trừ 1 là bằng 5 này, cho đến dư vô cùng thì cái giá trị này cũng bằng bao nhiêu ta không biết vì alpha nó cũng chưa cho thế bây giờ tới đây ta lập luận là gì ta lập luận là nếu như cái khi hình phương quan sát mà nó rơi vào trong này á, thì ta bác bỏ giả thuyết h -Giro, có nghĩa là ta kết luận mô hình quy ban đầu có phương sai sửa đổi trường hợp thứ hai là nếu như khi hình phương quan sát không thuộc vào video alpha thì chưa có cơ sở để bác bỏ h -Giro, nghĩa là mô hình quy ban đầu không có phương sai sửa đổi đấy là một cái bài toán lý thuyết mà thôi có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta phải nhớ lại cái quy trình hay là cái thủ tục À, kiểm định quay để kiểm định một cái mô hình nội quy nó có hiện tượng phương sai tối đa hay không. Đấy. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái đề thi này.